chàng trai vô tư xoa bóp nhào nặng vòng một của bạn gái giữa phố. Thời gian gần đây xuất hiện nhiều đoạn clip hình ảnh ghi lại khoảnh khắc các cặp đôi yêu nhau. Điều đáng nói nơi mà họ thể hiện tình yêu là ở chốn công cộng và đông người mà không có chút ngại ngùng. Cụ thể như mới đây, dân tình trong một hội nhóm kín bất ngờ chia sẻ đoạn clip một cặp đôi có hành động lộ liễu trong lúc đợi đèn đỏ, thu hút sự chú ý của dư luận. Cụ thể, chủ thớt đã đăng bài trong một hội nhóm trên mạng xã hội với tiêu đề bâng quơ, vui lòng đeo khẩu trang ngay trong thời điểm phòng chống dịch bệnh. Người này thông qua gương chiếu hậu xe ô tô đã quay đoạn clip về một đôi nam nữ đứng đợi đèn đỏ có hành vi nhạy cảm. Trong đoạn clip chỉ vỏn vẹn 30 giây là hình ảnh một cặp đôi cưỡi trên chiếc xe máy. Cô gái là người điều khiển xe trong khi bạn trai ngồi ở phía sau. Khi đợi đèn đỏ, cô gái đã kéo khẩu trang xuống trò chuyện. Chàng trai vô tư đưa bàn tay hư hỏng xoa nắng vòng một của bạn gái khi cả hai đang ở nơi đông người. Một lúc sau, chàng trai lưu luyến buông tay rời khỏi bờ ngực của bạn gái. Tuy nhiên, cô gái có vẻ chưa thỏa mãn nên nhanh chóng kéo tay anh quay về đôi gò bồng đảo của mình. Thế là thanh niên tiếp tục xoa bóp ngực người yêu bất chấp ánh mắt xăm soi của người qua đường và hàng dài lưu lượng xe cộ đang đổ về trạm dừng đèn đỏ. Đoạn clip trên đã trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Đa phần người xem đều tỏ ra ngán ngẩm trước hành vi táo bạo của cặp đôi. Nhiều người lên tiếng chỉ trích đây là hành vi thô thiển, thiếu văn hóa và thiếu ý thức của chàng trai, đồng thời phê phán cô gái cổ suý cho hành động của người yêu khi cả hai đang ở nơi đông người. Một số người bình luận, nếu hai người mùi mẫn ở chốn riêng tư thì chẳng sao, đằng này hớ hên cho mọi người thấy là sao. Đúng là bàn tay hư hỏng, cặp đôi này thật vô văn hóa. Những đôi nam nữ đang yêu đều như vậy, ít nhất họ nên tiết chế và hành xử phù hợp tại nơi công cộng. Đây không phải lần đầu dân tình nhức mắt trước hành động phản cảm của các cặp đôi. Cách đây không lâu, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 24 giây ghi lại cảnh cặp đôi thản nhiên âu yếm ở nơi công cộng khiến nhiều người bức xúc. Chọn một gốc cây cối rậm rạp, dùng ô che hướng có người qua lại, đôi nam nữ liên tục có những hành động phản cảm. Nam thanh niên thỉnh thoảng còn nhìn ngó xung quanh nhưng vẫn tỏ ra khá bình thản khi thấy có ai đó đi qua. Ngay khi xuất hiện, đoạn clip đã nhận được sự chú ý lớn của cư dân mạng. Đa số đều tỏ ra vô cùng bức xúc với hành vi phản cảm, thiếu ý thức của cặp đôi. Hiện vẫn chưa rõ địa điểm trong đoạn clip nhưng cư dân mạng liên tục lên tiếng chỉ trích dữ dội hành vi của đôi bạn trẻ giữa nơi công cộng. Xem clip này mình thật sự sốc luôn, trời ơi, hai người ấy trông trẻ vô cùng, sao lại hành xử vô học vậy, thật sự luôn, giới trẻ bây giờ làm sao ấy. Hay như vào khoảng tháng 7 năm 2020, mạng xã hội lan truyền clip, một cặp nam nữ hồn nhiên mây mưa giữa công viên Định Công, Hà Nội khiến nhiều người bức xúc. Theo những người dân ở gần và người đi đường chứng kiến cho biết, cặp nam nữ đi xe SH tới công viên Định Công vào buổi sáng nay. Lúc đầu hai người hành xử ở bên trong khu vực chòi có mái che, nhưng vì nhiều người qua lại nên cặp đôi đứng dậy đi ra ngoài. Vào ngày 26 tháng 6 năm 2020, hình ảnh một cặp đôi thản nhiên tình tứ thái quá đến phản cảm ngay tại thềm bưu điện Hà Nội cũng khiến mọi người xung quanh phẫn nộ bức xúc. Theo hình ảnh được đăng tải, cặp nam nữ đứng ngay trên thềm bưu điện Hà Nội rồi thực hiện những động tác phản cảm mặc cho ánh đèn chiếu thẳng vào trước khá nhiều người qua lại. Hay vào tháng 8 năm 2018, người dùng mạng xã hội truyền nhau những video ghi lại cảnh cặp đôi vô tư thể hiện tình cảm tại một quán trà sữa. Cặp đôi mãi mê đến mức khi bị một nhân viên đến nhắc nhở và mời ra khỏi quán mới chịu dừng lại. Sự xuất hiện liên tục các trường hợp thoải mái mây mưa nơi công cộng trong thời gian gần đây cũng cho thấy pháp luật cần có những quy định chặt chẽ, cụ thể hơn về các hành vi được và không được thực hiện nơi công cộng. Cần phải có những chế tài xử phạt với những người có những hành vi phản cảm này. Ngoài ra, khi đến tuổi dậy thì, các bậc phụ huynh phải kết hợp với nhà trường cung cấp thông tin và giáo dục các con về mặt giới tính, văn hóa, hệ lụy. Từ đó trẻ mới hiểu hành động nào được thực hiện ở nơi công cộng và hành động nào không được phép.